Bỏ rác đúng nơi quy định. An là một cậu bé rất lười. Đối với An, được xem tivi cả ngày mà có đồ ăn là điều thú vị nhất trên đời. Nhưng An lại hay xả rác bừa bãi ra nhà, tiện đâu vứt đó. Có lần ăn chuối xong, cậu ném ngay vỏ chuối ra giữa nhà. Bé Bi em cậu đang tập đi dẫm phải. Rác thì phải bỏ đúng nơi quy định chứ. Thôi, thôi nín đi Bi ngoan của mẹ. Để tối về mẹ nói với bố mắng anh hai nha. Một lần khi An đi chơi về, lúc gần đến nhà thì bất ngờ một bịch rác to rơi ngay xuống trước mặt, khiến An giật mình. Lúc đó An giận lắm, cậu nghĩ ai mà mất lịch sự vậy nhỉ? Quăng rác bừa bãi như vậy thật là quá đáng. Chút xíu nữa là mình hứng trọn cái bịch rác kia rồi. Ngước mắt nhìn lên, An thấy một cậu bé vừa đi vào trong nhà. Chắc cậu ta là chủ nhân của bịch rác và hành động vừa rồi. Về đến nhà, An chạy ngay đến kể cho mẹ chuyện vừa gặp trên đường đi. Mẹ ơi! Hồi nãy xém chút xíu nữa là con lãnh trọn bịch rác của ai đó ném xuống đường đó mẹ. Đang đi thì tự nhiên có cái gì đen đen rớt xuống cái đùng, làm con hết hồn luôn. Con nhìn lên thì thấy một bạn đang đi vào trong nhà. Chắc bịch rác là của bạn đó đó mẹ. Bạn đó thật là mất lịch sự. Con thấy chưa nào, thói quen xả rác bừa bãi là một thói quen xấu. Vừa không văn minh lịch sự, lại vừa ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta. Vậy mà nhiều lần mẹ nhắc con, mà con có chịu thay đổi đâu. Thế con có nhặt bịch rác bỏ vào thùng rác ven đường không vậy? Nghe mẹ phân tích, An đã hiểu ra. Cậu ấp úng nói với mẹ. Mẹ ơi, con muốn là một người lịch sự. Từ nay, con sẽ bỏ rác đúng nơi quy định mẹ ạ. À. Bây giờ con xin phép mẹ xuống đường nhặt bịch rác vừa nãy bỏ vào thùng mẹ nhé. Ừ, con đi đi. Mau lên rồi về nhà ăn cơm nhé. Vâng ạ. Thoáng một cái, An đã chạy xuống dưới đường. Cậu bé nhặt bịch rác bỏ vào thùng rác. Tiện tay, An còn nhặt luôn mấy chiếc bao ni lông bay gần đó. Trời nắng chang chang, mồ hôi lấm tấm trên má, nhưng An cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc làm có ích bảo vệ môi trường sống. Các bạn ơi, xem xong câu chuyện của An, hẳn bạn đã nhận ra thông điệp lớn được gửi gắm phải không nào?